Yeah. Yo. It's Eddy Viet. A day late by day. Yeah. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải diss lại. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải diss ai. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải nhiều bài. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải sùa dai. Năm nay mày ba ba, diss mẹ mày diss người ta chờ thêm 10 năm là 43. Sau khi mày 43, diss mẹ mày diss người ta chờ thêm 10 năm là 53. Hẳn 4 chưa đủ hẳn 5 mày chờ mày diss ai. Con chó dài như mày thì chỉ có đêm vô tìm cày. Con chó dài như mày thì chỉ có dạy và roi mày. Đi mẹ vừa ngu vừa lì vừa bướng. Đi mẹ mày ngu mày lì mày bướng. Nếu còn câu nào để mà nói cho mày nhau vứt đi. Vứt đi. Người ta là một chắc cái đéo gì mày cũng mười chắc. Không biết thế nào nhưng mày là thằng thất nghiệp chắc. Fuck. Người ta đi làm, người ta đi học, người ta đi chơi thật ý nghĩa. Như mày ngồi ôm đi xin rút ngày áo túi đeo ý nghĩa. Chết mẹ đi mày. Ngồi đại diện bài đặt chơi rap của châu Mỹ. Rap không bằng một góc với ta mày đặt làm kim con khỉ. Xem MV bọn tao làm theo chảy nước mày đặt kim khỉ. Flow cái lời rồi kim con gặp mày đặt tuyệt gian về rap. Khi rap biết chạy theo mày thì kéo gì mày phải chạy theo beat. Đại diện cho GVR tao dạy cho mày học lại chú ý. Nghe nè mày ngu thì ngu cho mày lớn như vậy. Còn ngu thì có ai chịu được. Còn ngu vô mày hay tao lời ngu lộn. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải diss lại. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải diss ai. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải nhiều bài. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải sùa dài. Yeah. Và ta là Eddy Viet. Còn nó là J.é.o. Bài còn nếu mà nói về rap thì thêm người bạn nữa đi rồi thì hãy shop bì về đối với ta mày như cục cất rác người ta vứt đêm mà mày tưởng là mất khi động tới tụi tao rồi thì đời mày sẽ đứt khi tao flow khi tao bận tao cần luôn về skill. I'm a beat the snapper shoot you in the fucking head pow and you can feel shit. Hold up, đây là mi theo nhìn rằng ở trong trò chơi nào mày phải gọi ta bằng cha chú. Còn nếu như mà mày khá thì ta sẽ nói what's up cool. À mày tuổi lớn gì mà đòi this do. Phải chăng mày cần một nơi yên ngủ Phải chăng mày có hai mắt như mù Đúng rồi đấy ba bài tao thua linh tinh. Tao rất rất nhiều trình giết chết mày bất tình linh. Và mày không còn bóng hình không có bản lĩnh để reply thêm một bài đề. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải diss lại. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải diss ai. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải nhiều bài. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải sủa dài. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải diss lại. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải diss ai. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần gì phải nhiều bài. Đã là vứt đi rồi ya thì đéo cần mày phải sủa dài.